video trên kênh YouTube U Vang Mừng Trời Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ. Kênh U Vang Mừng Trời là kênh chuyên quay phim chụp hình các sự kiện như đám cưới, tân gia, lễ tạ ơn, lễ mừng thọ và nhiều sự kiện khác theo yêu cầu của quý tân khách. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc để làm kỷ niệm vui lòng liên hệ trực tiếp với Camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn.
quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube U Vang Mừng Trời Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ. Kênh U Vang Mừng Trời là kênh chuyên quay phim chụp hình các sự kiện như đám cưới, tân gia, lễ tạ ơn, lễ mừng thọ và nhiều sự kiện khác theo yêu cầu của quý tân khách. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc để làm kỷ niệm vui lòng liên hệ trực tiếp với Camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn.
bạn tại đường xá xa xôi mất chút thời gian vàng ngọc trở về đây để chúc mừng cho ngôi nhà mới khang trang của đại gia đình của bà Lò Thị Anh và con trai Hoàng Văn Sơn, con dâu Lò Thị Duyên trong buổi trưa ngày hôm nay, thứ hai ngày 1 tháng 1 năm 2024, tức là ngày 20 tháng 11 năm Quý Mão, tại gia đình bản On trong buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, xin được thay mặt cho đại gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay, xin được gửi lời cảm ơn chân thành cũng như là lời kính chúc sức khỏe tốt đẹp nhất tới tất cả các quý ông, quý bà, quý anh, quý chị đã không quản ngại đường xá xa xôi trở về đây cùng nhau chung vui, chúc mừng cho đại gia đình trong buổi trưa ngày hôm nay luôn luôn có một sức khỏe hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn đại gia đình, hãy cúi một cúi cái cúi sâu để chào đại gia đình, toàn thể hội trường của chúng ta hôm nay một cái cúi chào thật sâu để gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các vị khách quý, được không ạ? Sao tăng nào sức ba cùng khoái cho hương khỏi cái chiếc ni quán đường sòng sườn tốt tó bò tó mè cờ bà mở còn cho chiếc tô khỏi cái chiếc sáu chiếc ông đội trường của chợ bàn sáu chiếc ông bí thư của chợ quang sáu chiếc trên cá lại bò mè bị nọng phụ tính bản là mưa xong mà đi là men mừ lát gì phòng bà Lo Thị Anh cánh bà đồ chay quang quang bắn sơn cánh bà lùi đinh Lo Thị Duyên trong phòng buổi trưa mà đi mừ cầm nâng bừa nâng vì sòng phăng sao xí tổ chức trong mưng hơn mở khăn chằn của bà mở xong mà bà Lo Thị Anh cánh bà lù phờ lù chay nhắc ra kịp tó bảm tó cuống tó sát tó huyên có bớt mít bóng đần nè bớt mít khè đờ hài tốc 500 lìn có bớt cuốn gì đẹp chép ngát bò mè pì nào ngưng xong bà chắc mượn bằng trầu hất xào xào phà nhưng mày to lo khát cờ bà mà ớ sáng khai chắc dệt lầy kìm bền dệt giường gần tánh nhai bón bắn sớ bón đì cờ bà chắc dệt đầy làng gân say mặn hẳn nừng hầm mà nì chắc hà lầy mừ đì bên chăn mừ bót bên ngang bị chiếc biển mờ trắng cánh hát không mắt là non tánh con không mắt là rú mắt dần dần hưởng tánh làm cuồng làng hươn nì cờ bà mà sang mà nì cuồng phái cho hươn chiếc kiếm ma hà đầy cờ bà cho kiếm nảy bầy mi mứt sai kiếm ma mứt quà hà đầy trắng mi pan khẩu đầu kìm trắng mi mù đi quai bi khả lông dệt pan khẩu lẩu kìm trắng hà lệ mù đi bên chặt trắng dệt pan khẩu lẩu kìm trắng cáo ẩu mơi ẩu sang bón bò bón mè bón bà bón đung gợi ý nồng nùng lù làn bàn thương xong bàn xàm la lại huyền lại xá bấy việc ban cảm mắc kèn tòm hòm muồn nặng sang quần phái chúa hơn nè nì phải so tàng là ở sang quần phái chúa hơn của vũ hùng bà sẵn xưa mà sở chúc ở sang bón bò bón mè bón bà bón rung ở ý nồng nồng lù làn bàn thương chú phủ chủ côn bấy việc ban cảm mắc kèn tòm hòm muồn mắc tủng mắc tôm sang phái chúa hơn nè nì lửa sở chúc ở phần gỡ hào sờ hào hằng xiềng sờ khăn chăn dệt sừng lầy cầy sừng bền chúc hợp người nồng của những chưa là cái chặt bé thuồng bo cay chúc hợp người nồng con trai chặt bé thuồng bo tông làng mà chúc hợp tên cá mú khẩu ban đầu phòng hâu phu lơ gà hào hằng xiềng sờ dệt sừng lầy cầy sừng bền hào hằng bé đáp bo mẹ bị nồng nơ. Dạ vâng, xin mời ban tiếp tân của gia đình sẽ đưa những chén rượu cho đại gia đình để cùng nhau nâng ly rượu mừng để cùng nhau chúc mừng cho ngôi nhà mới khang trang của ông bà trong buổi trưa ngày hôm nay. Các có hóc phòng cắn sát đầu cơ bà má nò sang bà khảy cùng phái chưa hơn đại diện ở gia đình bà Lo Thị Anh cánh bà đủ bờ lù chai mà nì cái mi chén đầu chôm mưng ở sang bà là ngân mới khăn chặt cánh bà sầu hảo sầu hằng ở sang bà xung bò xung mè là bấy bìa bang cảm bắt kẹt tòm hỏng buồn bắt tụng bắt tôm ở sang quần phái chưa hơn hóc phòng cắn nhau lào hảo hắn đó xung bò xung mè đó phòng cắn nhau phòng cắn hảo hắn đấy đó hào hằng tiếng sáo mấy nơ dưới sáng lầy cây sáng bền nơ kênh U Vang Mừng Trời Camera Lò Anh Nhàn xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi và ủng hộ kênh. Rất mong Camera Lò Anh Nhàn lại tiếp tục có cơ hội quay phim chụp hình để lưu lại những khoảnh khắc quý giá nhất trong cuộc đời của quý khách hàng. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc để làm kỷ niệm vui lòng liên hệ trực tiếp với Camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111 xin chân thành cảm ơn.